Hi, lại là mình đây. Thì rất vui được trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì xin chào tất cả các bạn của nhà mình nha. Thì hôm nay Hải sẽ giới thiệu một cái nghệ thuật nữa, đến từ những cái đồ bỏ đi như thế này nữa. Thì kênh của mình chuyên chế tạo những cái đồ vật dụng để bàn hay là những cái đồ chơi như thế này. Thì theo các bạn biết thì theo dõi cũng trong thời gian qua thì kênh của mình chuyên chế tạo những cái đồ chơi như thế này nha các bạn, nghệ thuật như thế này. Thì mong tất cả các bạn mình ủng hộ và nhớ theo dõi thường xuyên để nhận những video mới nha. Nếu các bạn nào nếu thích mình thì nhớ cho mình một like, đăng ký kênh và share video giúp mình nha. Thì đăng ký để có những cái video, nhận những video mới mà mình làm tặng các bạn coi trong thời gian làm việc, tặng cho giải trí nha các bạn. Thì cái hình này cũng rất là đẹp nha các bạn. Mình chỉ dùng bỏ lấy hai viên bi bỏ với một số que hàng thôi, bẻ hình rồi mình hàn được cái hình như thế này. Thì cái hình này mang tính chất thì rất là ok. Thì yêu thương các bạn, thì một bạn trai cầu hôn bạn nữ, các bạn có một trái tim bị trưởng, các bạn bạn nam quỳ xuống, các bạn bạn nữ giơ tay lên giống như kiểu mắc cỡ các bạn ơi. Thì hình này cũng rất là đẹp và ngộ nghĩnh, thì có trái tim như vậy đó. Đó, bạn nhìn. Thì sau đây Hải sẽ giới thiệu từng chi tiết làm ra cái hình này, cái sản phẩm như thế này. Thì chỉ dùng hai viên bi thôi và một cái miếng inox như thế này, với mình bẻ một trái tim sẵn như thế này nha các bạn. Mình bẻ những cái chi tiết sẵn rồi mình hà làm cho nó dễ nhanh. Mình bẻ giò chân này kia đâu, thì cái đầu thì mình dùng hai viên bi các bạn, một trái tim các bạn. Thì những chi tiết như thế này thì sau đây Hải sẽ thực hiện từng bước, từng chi tiết làm ra cái hình này như thế này nha các bạn. Thì tất cả các bạn ở nhà cùng theo dõi mình nha. Từng chi tiết nha các bạn, có trái tim rồi mình bẻ sẵn hết nha các bạn, hình thân này kia đầu thì mình chuẩn bị như thế này thôi là mình ra được cái hình nha các bạn ơi. Thì mong tất cả các bạn cùng theo dõi hết video này nha các bạn, hết video này thì sao đó. Thì nếu các bạn nào muốn làm theo thì nhớ coi hết video này thì sẽ làm được cái hình này như thế này nha các bạn ơi. Chúc các bạn thành công và vui vẻ nha các bạn.